Hè cũng hay rồi ha. Thứ nhất đó là cái hè về tim mạch, và cái buổi thứ hai thì mình đã đi qua được cái hè về hô hấp ha. Thì hôm nay mình sẽ qua một cái hệ tiếp theo, đó là hệ về tiêu hóa. Thì về cái mấy những một số cái bệnh lý về tiêu hóa thường gặp á, thì nó rất là nhiều, nên mình cũng sẽ chia ra thành khoảng 2 tới 3 buổi ha. Thì cái bệnh đầu tiên mình sẽ học đó là cái bệnh về trào ngược dạ dày thực quản hay là sàn, và cái cuối cùng là mình sẽ vô được cái phần phương pháp điều trị ha. Thì cái phần đầu tiên á, mình xin phép nói sơ sơ về cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản trong cái theo quan niệm của y học hiện đại ha. Thì cái y học hiện đại, cái chữ GERD á, nó là viết tắt của cái chữ gastroesophageal ha, reflux disease ha. Thì nó nói chung là nó từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, đó là chữ trào ngược dạ dày thực quản. Thì mình chú ý cái định nghĩa của cái trào ngược dạ dày thực quản ha. Thì đó, đây là một cái bệnh là do thành phần chính là do cái dịch từ dạ dày nó sẽ trào ngược lên qua cái đường thực quản, qua cái đường thực quản, và gây ra các triệu chứng tổn thương đường tiêu hóa, và có thêm cái đường hô hấp nữa ha, hô hấp trên nữa ha. Là mọi người, cái đường tiêu hóa thì chắc ai cũng biết rồi ha, tại vì cái thực quản là cái đường tiêu hóa của mình. Tuy nhiên là có cái phần mà ít chú ý tất y tế, đó là cái phần hô hấp trên ha. Thường thường là cái bệnh lý do trào ngược dạ dày thực quản này, thì cái dịch axit dạ dày á, nó sẽ đi lên chỗ thực quản ha, thực cái phía đầu trên của thực quản á, thì nó lại nối với là cái phần thanh quản. Khi mà cái dịch dạ dày mà nó đi tiếp xúc cái phần thanh quản á, thì nó có thể gây ra cái hiện tượng là viêm ha, viêm cái vùng thanh quản đó. Thì có thể là cái bệnh nhân nó có thể là bị khàn giọng, hoặc là có thể ho nữa ha. Thì giống như như thì ha, thì cái cơ chế bệnh sinh của cái GERD đó, thì nó liên quan rất là nhiều thành phần. Thì nói chung là nó sẽ liên quan tới ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là liên quan tới cái thực quản ha. Nếu mà bị giảm nhu động, mình ăn đồ ăn vô á, mà cái nhu động của cái thực quản mà nó không có xuống đều á, thì nó có thể là nó bị gây lên cái việc trào ngược ha. Và cái tác nhân thứ hai đó hai ha là cái đó là liên quan tới cái dạ dày. Là nếu mà cái dạ dày của mình á, mà nó không đồ ăn vô đây nè, nó sẽ bị tích trữ ở cái vùng phía trên thân vị đây ha. Nếu mà ví dụ mà mình ăn vô mà mình cái dạ dày này nó tiêu hóa xuống cái phần ruột dưới đây nè, nó chậm quá, thì cái đồ ăn mình cứ ăn vô cái tiếp tục dưới đây thì nó sẽ bị ứ lại ha, thì nó sẽ bị trào lên ha. Và ngoài ra là một cái cơ chế nó cũng khá quan trọng nhất đó ha, mình để cái mũi tên vàng này, là cái liên quan tới cái cơ thắt thắt tâm vị trên đây nè ha. Ở đây có một cái cơ vòng ở đây nè, nó sẽ thắt cái đồ ăn lại, khi mà mình ăn vô á, thì đồ ăn nó sẽ xuống đây ha, nó sẽ nới cái tâm vị đi ra, thì nó sẽ nới ra để đồ ăn đi xuống. Nhưng mà nếu mà cái cơ này nó bị lỏng á, thì đồ ăn mình ăn xuống dưới đây ha, nó vẫn có thể bị trào lên, mà nó gây ra cái tình trạng là trào ngược cái dạ xích dạ dày lên ha. Đây là một cái cơ chế thường thường này, nó liên quan tới cái cơ vòng ở dưới đây này. Này là cơ chế này là cái cơ chế chính luôn á, còn hai cái kia là nó thường thường là nó ít gặp hơn. Thì ngoài ra thì có một số cái nguyên cái yếu tố nguy cơ mà gây lên cái tình trạng là bị trào ngược ha. Thì thứ nhất đó là cái tình trạng mà mình cái axit dạ dày của mình, thì dạ dày của mình nó ít ha, thì như vậy đó là sẽ dẫn ra cái tình trạng là cái như cái cơ chế trên này liên quan tới dạ dày này ha, nó sẽ làm chậm chậm cái quá trình làm rỗng cái dạ dày ha, thì nó như vậy là sẽ bị trào ngược lên. Còn cái tình trạng là uống nhiều ga quá ha, thì mấy anh chị cũng biết là cái mình uống nước ngọt hay cái gì có mấy cái nước có hơi á, mình thấy mình có cảm giác bị ợ hơi, ợ hơi nhiều lắm không đó. Thì nếu mà mình ăn ăn nhiều đồ mà có ga thì nó cũng gây là cái tình trạng là bị trào ngược lên. Ngoài ra là có một số cái tác nhân về cái vi khuẩn virus nha ha, nên là cái parasite này là ký sinh trùng ha. Ngoài ra là có con vi khuẩn là cũng khá nổi tiếng, chắc mọi người cũng biết ha, là mọi người thường thường là bị dạ dày, là có dạ dày là có quan tâm coi là có bị HP hay không ha. Đây là có cái con này nè. Ngoài ra là một số cái nguyên nhân khác, như là ví dụ như là đây là cái thoát vị hoành ha, là cái dạ dày của mình đó, là nó có cái thực quản của mình đó, nó sẽ có nó sẽ đi qua cái vùng cái cơ hoành ha, cái cơ hoành cái cơ cái lớn phía dưới vùng bụng á. Thì nếu mà ví dụ mà mình cái nó sẽ có cái lỗ cho cái thực quản nó đi đi qua, nó nối với cái dạ dày ha. Nhưng mà nó có một trường hợp là cái cơ hoành của mình nó bị yếu ha, thì có thể là nó cái tạng cái chỗ dày dày nữa, nó sẽ bị thoát vị đi lên, thì nó sẽ gây cái chèn ép ở đây, thì nó có thể là cái vùng này nó bị ép này ha.
thì cái đồ ăn nó sẽ bị ứ lên và nó sẽ gây cái chảy ngược. Ngoài ra một số cái nguyên nhân phụ khác như ví dụ là bị có thai ha, có thai thì nó cái tăng áp lực cái ổ bụng lên, rồi béo phì ha, rồi mặc cái đồ chật ha, thì cái này cũng tương tự, cũng tăng áp lực hơn. Rồi tư thế sai ha, cái tư thế này là cái quan trọng lắm ha. Thường thường là ví dụ là khi mà ăn xong á, là người ta khuyên thường thường là sẽ ăn là phải ngồi nghỉ khoảng 15 tới 30 phút ha. Nếu mà ví dụ mình ăn xong mà mình nằm xuống liền á, là cái lúc đó là mình đang tiêu tức lúc đó là cái dạ dày của mình nó bắt đầu làm việc á, thì nó sẽ tiết dạ dày ra, nhưng mà do mình nằm xuống thì cái tư thế theo cái tư thế và trọng lực á, thì nó sẽ chảy xuống ha, nó chảy xuống cái phần thực quản của mình, thì nó gây, nếu mà lâu ngày xong á, là lâu ngày á, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái chỗ cái cơ vòng á, thì nó sẽ dễ, rất là dễ bị cái trào ngược này. Là ngoài ra là có cái tình trạng là ví dụ mình ăn nhiều quá ha, nếu mà mình ăn nhiều quá thì cái đồ ăn mình có tiêu cũng không kịp ha, thì nó liên quan tới cái cơ chế về dạ dày á. Rồi qua là một số cái yếu tố như là, ví dụ như là hút thuốc lá nè ha, rồi ăn ít muối nè ha, rồi thiếu magie là thuốc hay là do tập luyện ha, thì nó liên quan tới cái việc mà bài tiết axit trong dạ dày á. Thì cái triệu chứng của cái trào ngược dạ dày thực quản á, thường thường là nó có triệu chứng là nứt cục thường xuyên ha. Và có thể cảm giác cái triệu chứng đặc hiệu hơn là nó là cái triệu chứng hơi ở chua ha. Còn nếu mà ví dụ mà bị nặng quá thì có thể bị trào ngược luôn cái axit dạ dày luôn, thì nó sẽ có cảm giác như là nóng rát cái vùng thượng vị, nó nóng rát cái sau xương ức ha, hoặc là cũng có thể bị vùng thượng vị luôn. Thì một số cái biến chứng của cái gợt này ha, như hồi nãy mình nói là cái axit dạ dày nó có thể nó trào lên ha, thì nó sẽ vô cái thanh quản của mình, thì nó có thể là gây ra cái tình trạng là bị rối loạn cái thanh âm của mình á, là nó sẽ gây ra rối loạn giọng nói ha. Rồi tương tự như là cái thanh quản, cái viêm thanh quản hay viêm mọng mạng ha, cái này là thường thường là rất là bị ha, tự nhiên bệnh nhân thường vô vô nhập viện á, vì cái triệu cái của cái bệnh sợ này thường thường là cái triệu chứng là bệnh nhân ho 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 có đàm ha, ho đã có đàm lâu ngày ha, chứ chứ thường thường là họ sẽ không có vô bằng cái triệu chứng mà ho hơi ở chua đâu. Ở chua là cái triệu chứng mà mình cũng thường gặp, nên người ta cũng ý, người ta không có đi khám đâu. Tuy nhiên là thường thường là người ta sẽ khám khi mà có cái biến chứng muộn là cái viêm thanh quản với viêm họng màng này nè. Ngoài ra là mà như mấy anh chị cũng biết là cái vòi họng của mình thì nó cũng thông với là cái tai ha, và cái vòi nhĩ á, thì nó cũng có thể gây là cái viêm tai giữa ha. Ngoài ra là ví dụ nếu mà cái axit dạ dày á, là cái thực quản của mình ha, là cái niêm mạc của nó không có cấu tạo để mà chịu đựng được cái axit từ dạ dày trào lên ha. Nếu mà lâu ngày qua, nó mà cái tác nhân đó mà axit nó mà để lâu ngày quá thì cái nó sẽ thay đổi cái độ pH từ trên cái niêm mạc của cái thực quản á, thì nó có thể gây ra ung thư. Thì đó là cái quan niệm và cái một số cái quan niệm của cái trào ngược dạ dày thực quản theo y học hiện đại á. Thì mấy anh chị có hỏi gì không à, có hỏi gì không à? Ví dụ như cái trào ngược thực quản đó thì có thể trị dứt khoát được không, dứt điểm được không thầy? Như Dạ được. theo y học hiện tại. Thì theo nếu ví dụ bên theo bên y học về hiện đại đi ha, thì vô mình sẽ uống những cái thuốc mà giống như là ức chế cái tiết dạ dày, dịch dịch axit dạ dày á chị, thì nếu mà uống khoảng lâu ngày thì nó sẽ cân bằng lại cái dư lượng axit đó, rồi và sau đó nó sẽ hết hẳn luôn. Nhưng mà nếu mà ví dụ mình cũng phải quan Khó đi tâm, tái lại á, hầu như không hết hẳn được. dạ không, thì mình cũng phải quan tâm tới cái việc nguyên nhân gây ra bệnh nữa ha. Ví dụ mà chị thí dụ bị chị hút thuốc lá nhiều đi ha, nó gây ra cái tình trạng trào ngược dạ dày vậy, rồi sau đó mình uống thuốc thì nó hết ha, nhưng mà chị tiếp tục mình hút thuốc á, thì nó lại quay lại, nó làm tăng cái liên quan tới cái niêm mạc trong cái dạ dày, nó làm tăng tiết axit ra, thì nó lại bị lại. Thì mình nó muốn điều trị dứt á, mình phải diệt dứt cái nguyên nhân á, chứ không phải điều trị cái triệu chứng ha. Dạ cảm ơn thầy. Nhưng mà còn đau bao tử thì sao thầy? Đau bao tử Dạ là nó hầu như không có hết được. đau bao tử thì cũng hết được á chị, Không thì hết hả? nói chung là cái bệnh này lý anh nó cũng có một cái nguyên nhân, và từ cái nguyên nhân nó sẽ gây ra cái bệnh lý đó, và cái bệnh lý nó sẽ biểu hiện bằng một số cái triệu chứng á. Thì bình thường á là mình sẽ dùng cái thuốc, có thể thuốc đông y hay tây y gì ha, thì mình điều trị cái triệu chứng thôi, nhưng mà ít ai cái quan tâm tới cái nguyên nhân á,
nếu mà mình điều trị hẳn cái nguyên nhân á, thì nó sẽ là giống như là nói chung là cũng không hỏi hoàn toàn đâu, nhưng mà nó sẽ không có xuất hiện cái triệu chứng đó nữa. Nhưng mà theo y học cổ truyền mình thì bao tử thì mình trị sao? Dạ thì tí nữa mình em dạy cái bài về viêm dạ dày, lết dạ dày á, thì mình trả lời luôn à, chứ chứ giờ trả lời luôn tí nữa khỏi dạy luôn. Thầy, cái triệu chứng này nó có do tâm lý không thầy? À, giờ cũng cũng có do tâm lý à. À, tại vì ví dụ như mình có người nhà giống như người ta mới phát hiện ra bị tiểu đường á, mà kiểu Dạ. là cái thói quen của người ta ban đầu là ăn uống bình thường, xong rồi kiểu giống như là bây giờ họ sợ, thế là họ bắt đầu họ ăn uống kiêng khem lại. Thì trong cái quá trình ăn đó, cái có một khoảng thời gian á họ muốn ăn trở lại cái thói quen cũ, thế là khi ăn xong cái họ vừa ăn xong cái họ tự nhiên tâm lý họ sợ kiểu trời ơi, ăn xong thế này rồi lỡ cái đường nó lên lại hay là cái gì đó nó lên lại á, cái xong cái họ bắt đầu đi móc họng ra họ ói. Thì cái vấn đề này á nó có thể là một phần là do tâm lý sợ, nhưng mà nếu mà làm kéo dài cái trường hợp này thì nó có bị trào ngược không thầy? Dạ có chứ anh, thì trường hợp với cái này là gặp mấy cô người mẫu hay thực nghiệm á, là giống như người ta muốn giữ dáng là ta ăn vô người ta móc họng ra á. Nhưng mà nếu mà móc họng thường xuyên như vậy á, lúc mà mình móc ói ra cái đồ ăn, lúc mình ói cái đồ ăn ra ha, thì nó cũng có kèm theo cái dịch vị của dạ dày á, thì nếu mà lâu ngày thì giống như là nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái cơ vòng trong cái khớp này em chỉ á, thì nó có thể là dễ bị cái dòng chạy trào ngược này luôn à. Ai hỏi thì chắc em qua phần tiếp theo luôn ha. Thì trong cái trào ngược về về thực quản trong y học cổ truyền thì không không có cái nào gọi là trào ngược về về thực quản ha. Thì tuy nhiên là nó cũng giống như cái bệnh lý khác thôi, thì nó sẽ có tương đương với là một số cái chứng trạng trong y học cổ truyền. Ví dụ ha, thì em ví dụ là nó có năm cái chứng trạng liên quan ha. Thì thứ nhất đó là cái ái khí ha. Cái ái khí này ở đây là ở hơi á, ở hơi với anh chị. Còn thốn toan là ở chua ha. Vì quản thống là đau dạ dày ha. Còn ế ách là ăn uống không tiêu ha. Còn ách nghịch đó là bị nứt á, nứt cục á. Ha, thì tuy nhiên là cái triệu chứng điển hình nhất của cái trào ngược dạ dày thực quản á, đó là cái triệu chứng về ái khí và cái thốn toan này ha, là tương đương với cái triệu chứng ở hơi ở chua á. Thì dựa vào cái triệu chứng chính này nè, thì em cũng dựa vào đó mà mình đưa ra cái cơ chế gây bệnh ha. Để có anh chị nào hỏi về cái này nữa không? Thường em thấy mấy bữa trước là mà anh chị hay hỏi cái này lắm nè. Ách nghịch là gì đó thầy? Ách nghịch là bị nứt cục. À, nó cục và còn thế ách là gì thầy? Ách là ăn uống nó bị đầy bụng khó tiêu. À, đây đây. Thầy ơi, xin lỗi thầy giải thích lại giùm em cái, em chưa kịp nghe thầy ơi. Dạ. Thì Thầy ơi, cái ái dạ giải thích từ dạ đầu luôn nha chị. Thì cái dạ ái khí ở đây ha là ở ở hơi ha, chữ khí là hơi á, ái là ở ha, chữ thốn toan là ở chua. Dạ, còn cái chữ vị quản thống là đau đau vùng dạ dày ha, đau thượng vị á. Còn ế ách là đầy bụng. thầy ơi, thầy chậm chậm chút xíu để em kịp ghi thầy ơi. Vị quản thống là gì hả? À, vị quản thống là đau dạ dày, đau vùng đau thượng vị á chị, chính xác là đau thượng vị á. Hồi đó nói vừa bữa sau mấy anh chị cứ hỏi cái này chắc là để sau, bữa sau em ghi phiên ra qua tiếng Việt luôn nha. Dạ, thầy ghi như vậy luôn đi ạ. Thầy ghi vậy Dạ cho nó dễ luôn thầy, khỏi căng dạ thẳng. rồi. Dạ, thì còn ế ách là đầy bụng hay gì, còn ách nghịch là nứt. Ủa là mình tụi mấy anh chị có học về cái phần chứng trạng chưa ạ? Dạ cũng hình như là chưa thầy, có nghĩa là Chưa không hả? có cái gì nó cụ thể, tức là trong cái quá trình học có mấy thầy giải thích luôn đó thì có, chứ còn mà học chứng trạng gì đó thì chưa. À, giờ thôi thì có gì để có gì em chắc em giới thiệu cho mấy anh chị một số cái cuốn sách nè, có gì đọc thêm về cái đó luôn. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Thì ha, dựa dựa cái có năm chứng chứng tương đương với lại cái trào ngược về thực quản ha.
thì mình sẽ vô vào cái nguyên nhân và cơ chế. Thì cái nguyên nhân á, thì thường thường á, nó sẽ dựa vào cái bên phần tấy, cái chứng ha, mình sẽ suy ngược lại. Thường thường là cái về triệu chứng về ở hơi ở chu á, thì theo đông y nó được gọi là cái về gọi là cái thường thường là nó do là vị khí bị nghịch lên ha. Thường thường khí vị khí nó phải đi xuống ha, nó sẽ đưa nó đẩy cái đồ ăn đi xuống từ trên xuống dưới ha, từ từ miệng xuống cái vùng tỳ vị để mà thì tỳ chuyển hóa thủy cốc ha. Tuy nhiên khi mà cái tỳ vị nó do một cái nguyên nhân nào đó ha, thì nó sẽ gây nó cái khí nó sẽ bị nghịch lên trên, thì nó sẽ gây ra cái chứng là ở hơi ở chua. Thì những một số cái nguyên nhân gây ra cái vị khí nghịch này, ví dụ như là bị bệnh nhân cái tỳ khí này bị hư ha, nếu mà nó hư thì nó sẽ không có nó bị thì cái hư thì nó sẽ khí nó sẽ không có đi xuống được mà nó sẽ bị nghịch lên ha. Ngoài ra là một số nguyên nhân khác như là ví dụ là bệnh lý về can khí uất ha, là trong cái tỳ vị là nó có cái sự cái sự cái có cái sự can thiệp của các bên cái can khí đó ha. Nếu mà khí mà can khí mà nó bị uất lại á, thì nó sẽ bị nghịch lên. Ngoài ra là nó một số cái nguyên nhân, ví dụ như là mình ăn uống đồ sống lạnh quá nhiều ha, hoặc là bị ngoại cảm phong hàn, thì nó sẽ gây ra bị hàn thấp chạy cái vùng tỳ vị, thì nó cũng sẽ gây ra vị khí nhập. Ngoài ra thí dụ là mình ăn uống thất điều, như thí dụ như là ăn đồ béo ngọt nhiều quá ha, thì tỳ nó sẽ không có chuyển hóa kịp đó, thì nó cũng gây ra vị khí nghịch. Đây là cái trường hợp ví dụ mấy chị đi ăn hay đi ăn buffet ha, ăn ăn đi buffet mà ăn cho no vô đó, là về nhà thì sẽ thấy cái cảm giác là mình ăn, nhất là mình cái bữa nào mình ăn nhiều thịt chứ đồ béo á, là sẽ thấy cái cảm giác là mình bị ở hơi ở chua nhiều đúng không? Đó thì đây cái thì đây là cái cơ chế này nó cũng giống như vậy nè. Thì tương ứng với lại bốn cái cơ chế này á, thì nó sẽ ra bốn cái thể của cái vị khí nghịch ha. Là ví dụ là cái đầu tiên nó là cái thể tỳ bất kiện vận, cái thể thứ hai là can khí uất kết, là liên quan tới cái việc tình trí ha. Ví dụ là mọi người nào mà bị ai bị chọc tức ha, cái người bắt đầu là sẽ can khí nó sẽ uất kết lại ha, thì nó sẽ cũng gây ra cái triệu chứng này, là bị căng thẳng hoặc là lo sợ nhiều. Cũng cái thể của cái trường ngược về thực quản theo học cổ truyền ha. Thì ở đây á, là anh chị thấy là hai cái thể này là như cái sơ đồ hồi nãy á, là hai cái thể bên đây đó là hai cái thể về về thực ha, là do là thứ nhất là do cái can khí này, là cái uất kết này là bệnh lý về cái do cái nội nhân nó gây ra ha, và cái can khí uất lên thì nó sẽ là một bệnh lý về thực ha. Tương tự như là cái bệnh lý tỳ bất kiện vận ha, thì nó sẽ là ăn mình do mình ăn uống quá nhiều ha, tỳ tỳ nó vẫn bình thường nhưng mà do mình ăn rất là nhiều, cái tỳ nó không chuyển hóa kịp, thì đây là một cái lý về bệnh thực ha. Còn về cái hàn thấp ủng chè này nè, là nó cũng là một nó vừa thực mà nó vừa hư luôn ha, là ý là cái hàn thấp này nè, nếu mà để lâu ngày thì nó sẽ cũng gây tổn thương cho cái tạng tỳ và vị, thì nó cũng cũng có một phần thực và phần hư, thì em để chính giữa ở đây ha. Còn riêng là cái phần tỳ khí hư là chắc nó có chữ hư là nó lại là phần hư rồi đó anh chị ha. Thì đầu tiên em sẽ đi vô cái thể là can khí uất ha. Thì cái triệu chứng này thường là chung, thì đương nhiên là cái triệu chứng của cái trào ngược dạ dày, thì nó triệu chứng chung của nó là cái ở hơi ở chua ha, thì thể nào nó cũng có hết. Tuy nhiên là cái can khí uất á, thì thường thường nó sẽ có một số cái triệu chứng như là ví dụ là đắng miệng ha. Đắng miệng là do là cái dưỡng chất ở cái đờm á, nó trào ngược lên, thì nó có thể là gây là cái vị đắng ha. Rồi thường thường là sẽ có triệu chứng như là họng khô rát ha, và hay tái phát ha, là do là mình bị uất lại, thì nó sẽ ra nó có những đợt mà nó ngừng, mà nó diễn nó gọi là tái nó diễn ra. Ví dụ nó bị uất lại thì có lúc mà nó sẽ khí nó mới nó lên từng đợt á, thì nên bây giờ là nó sẽ có thể là có triệu chứng là tái phát. Và nó bị bởi vì là lý này là bệnh lý thực ha, thì cái tiếng ở thường thường nó sẽ là bệnh nó tiếng nó vang to ha. Ngoài ra là cái một số cái triệu chứng đặc hiệu cho khí uất là thí dụ như là ngực sườn đầy tức ha, là bệnh nhân thường thường là dễ bị tức giận hơn nè ha. Rồi ngoài ra cái mạch là mạch sẽ có là mạch huyền sát, mạch huyền này là thường thường là nó sẽ là liên quan tới cái việc thứ nhất là can can về khí uất ha, thứ hai đó là cái dương vượng,
ha, hoặc là có thể có là bị âm hư dương vượng cũng có luôn. Thì cái chứng đặc hiệu nhất của cái căn khiếu ức này là cái ngực sườn đầy tức ha, hoặc là dễ giận ha. Mấy anh chị thí dụ đi làm sàn thì có thể là ở coi cái hỏi cái triệu chứng là bệnh nhân bị trào ngược đi, thì mình hỏi là coi cái cảm giác mà ví dụ ngực sườn của bệnh nhân nó có bị nặng tức gì không ở cái vùng mà bên hông á, hai bên hông á ha, thì là mình sẽ biết cái thể này là bệnh thể khan khiếu ức. Hoặc là mình có thể là giờ nhìn cái khí sắc hay là cái lời nói của người ta ha, thấy người này hay dễ cáu giận gì đó thì có thể là mình nghĩ nhiều đến cái thể là căn khiếu ức. Dạ thì tức tức bên trái bên phải thôi. Dạ bên trái bên phải gì cũng được à, mà thường thường là hình như bên phải nhiều hơn à. Dạ cảm ơn thầy. Mấy anh chị có hỏi gì cái thẻ này không à? Cái thẻ này cũng hơi hơi mới ha, mấy bữa nay mình chưa chưa có thấy cái căn khí quất ha. Nói chung là cái căn khí quất này là mấy anh chị dễ dễ thấy nhất là của mấy cái bạn nữ ha, bạn nữ tới tới kỳ kinh đó, đó là bắt đầu tự nhiên có cái triệu chứng là ví dụ đang tự nhiên bực dễ bực đó, đó. Rồi cái thể thứ hai đó là cái thể về tỳ bất kiện vận ha, thì nó sẽ có cái triệu chứng của cái đàm thấp ha, tại vì do là cái tỳ nó vận hóa không đủ á thì nó sẽ gây ra cái đàm thấp ha, thì nó sẽ thì cái hở ở ở thì nó sẽ có mùi hôi ha, hăng hôi ha, đây là một cái triệu chứng về đàm thấp ha. Rồi, ngoài ra là có một số cái triệu chứng đặc hiệu của cái đàm thấp, ví dụ như là đều nhớt ha, mạch hoạt ha, mấy bữa nay mình học cũng thấy là bạch hoạt ha, là cái đàm thì cái nó cũng khá đặc trưng cho là cái đàm thấp ha, và là một số cái triệu chứng phụ như là ví dụ là bệnh nhân có tiếng ở tiếng bị đục ha, bị đục và nó cũng của cái bệnh về thực và đàm thấp á. À, rồi một số triệu chứng phụ khác như là bụng đầy tức, khó tiêu, không muốn ăn ha, này là triệu chứng về cái tỳ nó bị đàm thấp, cái nó không ăn được. Rồi cái thể thứ ba đó là thể hàn thấp uổng trệ ha, thì trong cái cơ chế bệnh cái việc mà cái thể béo béo mập này thì mình không biết trong tại sao không biết trong sách nó lại ghi 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 là thể béo mập ha, thì mình thấy là cái những bệnh nhân thí dụ bệnh nhân gầy hay là thể trạng trung bình đó, mà nếu mà ăn đồ sống lạnh nhiều thì nó cũng bị á, chứ không có riêng gì thể béo mập đâu, nhưng mà tiên không hiểu sao mà trong sách nó ghi là thể trạng của cái hàng thấp uổng trệ này là béo mập ha. Nếu hoặc là Thì cái thực nhá thầy, thường là những cái cơ địa đó nó bị nó hàng cái hàng nó cao hơn đó thầy. và cũng chưa hẳn đó bạn, thí dụ như là bệnh béo mập mà đàm thấp, nhưng mà có thể là do đàm thấp lâu ngày nó hái nhiệt đó, thì cũng có thể nó là nhiệt á chị, chứ không nhất thiết nó phải là hàn không à. Cái hàn ở đây là do là cái yếu tố bên ngoài nó xâm nhập vô thôi, chứ không phải là cái thể bên trong của cái người đó. Giống kiểu là mở nhiều thì hàng nó nhiều thầy. Dạ không chưa chắc đâu à. Nên mở nhiều thì mình chỉ khẳng định là người đó thể đàm thấp à, chứ mình chưa không thể khẳng định được là hàn nghe nhiệt. Thì thực tế là gì dạ, thì cái mỡ á, là thí dụ chị sờ vô cái người mà nhiều mỡ á, thì chị thấy lạnh thôi, chứ thực tế là do là cái mỡ đó nó gọi là nó theo bên y học hiện đại hả, nó giải thích là do cái mỡ á, nó trao đổi nhiệt tốt hơn ha, nên lúc mà chị sờ vô thì chị thấy nó sẽ thấy mát hơn so với người khác thôi, chứ chứ không phải là do cái triệu chứng là mập béo mà nó lạnh rồi. À, thì cái triệu chứng của cái thể này là thường là sẽ có tổn thương về cái tỳ ha, như nãy em nói á, là cái tỳ thì nó sẽ bị tổn thương ha, do cái hàn thấp ăn nhiều quá thì nó sẽ tổn thương tỳ vị, thì có nó cái tiếng ở hơi ở chu á, thì nó lại mang tính chất là hư hư ha, là có nghĩa là tiếng sẽ nhẹ yếu. Tuy nhiên á, là nó sẽ có một cái triệu chứng của về thực của cái hàn thấp này ha, đó là cái triệu chứng bụng lạnh ha, đầu đầu trướng không muốn ăn, đây là cái triệu chứng về thực ha. Thì lúc mà mạch thì có thể là có rêu lưỡi trắng trơn ha, trơn là có thể là có cái thấp á, cái thấp này đây ha, và mạch sẽ huyền hoạt. Còn cái thể tỳ khí hư ha, thì nó cũng thuộc về cái thể về hư ha, thì đương nhiên là cái tiếng ở hơi nó sẽ là bị ngắt quãng và cái tiếng nó sẽ yếu thôi ha.
Ngoài ra là sẽ có một số cái triệu chứng và của tỳ, ví dụ ăn uống kém ha, ăn không tiêu ha, bị sụt cân ha, khí hư, thường thường cái bệnh lý về hư thì sẽ có triệu chứng tụt sụt cân nha. Rồi cái thể trạng thì bệnh nhân có thể bị yếu ha, sắc mặt nhợt, đeo lưỡi mỏng ha, lưỡi nhợt, mạch cũng hư nhược ha, có đây là một cái triệu chứng của khí hư. Thì khác biệt của cái thể khi thì khí hư này thường nó sẽ hơi ngắt quãng và tiếng yếu ha. Còn cái thể mà hèn thấp đó là cũng tiếng tiếng nó cũng nhẹ và yếu, tuy nhiên là nó có sẽ có triệu chứng thêm là cái vùng bụng đó, nó sẽ bị lạnh. Thì em giới thiệu sơ qua ba bốn cái thể của bên của cái bệnh trào ngược về thực quản đó, thì mấy anh chị có hỏi gì không ạ? Thầy cho em hỏi nãy thầy nói là ví dụ như phụ nữ mà tới kỳ kinh đó, nhưng mà tại sao mà tới kỳ kinh mà lại ảnh hưởng tới tạng can được này? Dạ thì cái tạng mà nó liên quan tới cái sinh dục đó, là hai cái tạng đó là cản can và tạng thận đó chị, rồi với lại cái mạch nhâm đốc nữa. Thì khi mà tới cái kỳ kinh đó, thì cái khí huyết nó sẽ lưu thông, nó sẽ vô phần can và thận á, thì lúc đó thì cái can khí nó sẽ nó tập trung vô cái chức năng về sinh dục nhiều hơn á, thì cái phần khí huyết và cái khí huyết của tổng cho cái can cái thận đó, nó sẽ bị yếu đi ha, thì lúc đó thì cái can khí nó sẽ bị uất lại và nó gây ra cái triệu chứng như là bị hay bị tức giận nhiều hơn. Em hiểu rồi, em phải nhanh. Dạ có anh chị nào hỏi gì khác không ạ? Dạ nếu nó mày hỏi nữa em đi tiếp luôn nha. Dạ thì giờ dựa vào bốn ba bốn cái thẻ này ha, thì mình sẽ tương đương với lại có bốn cái pháp trị tương ứng với nó ha. Thí dụ như là nếu mà sơ can, cái can khí uất thì sẽ là sơ can giải uất ha. Còn cái để lên ngược vậy sao, cái hàn thấp ủng trệ này ha, thì sẽ là ung ung chung hóa đờm kiện tỳ ha, tại vì hồi nãy mình có cái tỳ tỳ nó cũng bị hư ha. Ung chung ở đây là dùng để gì, cái hàn ở đây nè, còn cái hóa đờm là để hóa thấp nè ha. Còn cái tỳ bất kiện vận á, thì mình sẽ là hóa đờm kiện tỳ ha, tại vì cái này là thực tế là cái tỳ của mình không có gì hết ha, mình chỉ kiện tỳ để mình tăng cái chức năng là vận hóa thủy cốc á, để mình giống như là mình như là mình giảm bớt mình tăng cái khả năng mà chuyển hóa nó lên để giảm bớt cái đờm sinh ra. Còn cái tỳ hư thì mình kiện tỳ bổ khí đó ha. Thì tương ứng với lại bốn cái pháp trị này thì sẽ có bốn cái bài thuốc tương đương luôn. Là ví dụ như bài can khí hư á, can khí uất kết á, sẽ có bài tiêu giao tán ha. Bài này không biết mấy anh chị học chưa, chắc cũng nghe nhiều lắm rồi đúng không ạ? Mình có học dịch tễ về cái phương tễ về cái này chưa, cái tiêu giao tán này Không có học bài này thôi, không học nó hả? tùy, nó là bên nào đó, nó tùy chuyên về tùy gì thôi, À, tùy vào nó tán chuyên tức về là cái chuyện tăng can khí uất á, càng thì khí thường thường là người nào mà hay bị căng thẳng đầu óc hay là hay tức giận á, là thường thường là sử dụng cái bài này nè. không không có học rồi. À, vậy để tí nữa nói sơ về cái bài này luôn ha. Còn Rồi, cái cái tiêu giao tán nó con nít dùng cũng được luôn hả thầy? dạ. Nhưng mà thường trẻ em nó đâu có, cái tức giận của trẻ em nó đâu có mang cái tính mà nó ảnh hưởng Dạ tới thì cái mình nói chung là mình khám mình coi cái thẻ nào ha, thì mình sử dụng cái thuốc tương ứng thôi, chứ chứ tuổi á, thì ví dụ là trong đối với trẻ em hay là người lớn á, thì mình sẽ chú ý tới một số cái gọi là cái triệu chứng, gọi là ví dụ là cái ví dụ mà anh chị là ví dụ một cái bài thuốc á, thường thường là nó sẽ thiên về một cái về về ví dụ về hàn hay nhiệt ha. Ví dụ mình uống nhiều quá thì có thể là bị tiêu chảy hoặc là táo bón gì đó, tùy cái bài thuốc thì mình sẽ điều chỉnh cái lượng lại để cân bằng lại cái lượng mà âm dương là vần hàn nhiệt á, thì mình uống vô thì nó sẽ bị hạn chế được cái tiêu chảy với táo bón.
riêng với cái trường hợp ví dụ như là người lớn tuổi hay là chị em á, thì nó có thể là lớn tuổi thì cái phản xạ lại với lại cái phản ứng lại với cái thuốc á, nó không có đặc hiệu nữa ha, nó bị lờn á, thì mình không biết điều chỉnh được, thì có thể là uống lâu ngày thì nó có thể là có thể bị hại ha. Còn đối với trẻ em thì có thể là do nếu mà lứa tuổi nó nhỏ quá thì nó cũng không có nói cho mình á, thì mình nên cũng khó khó có tiếp, thì mình đặc biệt để ý thôi ha. Dạ, yeah. Thôi em qua thể tiếp theo luôn, thì cái hàng thấp uổng trẻ thì mình sẽ sử dụng cái bài hất hương chính khí tán ha. Còn cái thể về tỳ bất kiện vận á thì sẽ dùng bài tứ quân tử, gia thêm chư linh và trạch tả. Thì tứ quân thì chắc anh chị biết rồi đúng không? Tôi biết rồi không? Rồi còn cái tỳ khí hư thì dùng bài bổ chung khí thang ha. Bài này chắc anh chị biết luôn không? Bổ chung khí khí thang. Dẫn À. luôn Ừ. Yeah. Thì thực tế là trong trong em đọc cũng hai ba bút hai ba cái sách đó, thì tự nhiên cái bài về dạ dày thực quản á, nó chỉ gần tới nó chia thành bốn thể thôi, bốn thể thôi, chứ nó không có đưa ra một cái pháp trị tương ứng với cái này ha. Thì em cũng nói chung là mày mò đọc sách thì quay lại thì tìm được một bốn cái phép trị này, và dò ngược lại cái thể của từng cái ha, rồi mình đưa ra cái bài này, cái bài ba bốn cái bài thuốc này. Nói chung là sách giáo khoa nó không có ghi, cái này là em tự tìm lại, thấy thấy ra bốn cái bài này nó đáp ứng với lại cái phép trị của bốn cái này, nên em đưa ra đây cho mọi người học. dạ, nhưng mà ví dụ như bốn bài thì ví dụ ứng cái trường hợp nào với như nào, chứ không phải Dạ cứ đúng rồi. cứ hở mà bị tràn ngược dạ dày thì đưa hết bốn bài. Dạ thì mình thí dụ mình khám khám thôi ha, thí dụ khám mình thấy là bệnh nhân này ở cái thể mà can khí uất ha, thì mình dùng bài tiêu tán ha, chứ không phải mình dùng bốn cái luôn ha. Thực tế là mấy anh chị lưu ý ha, cái này là mình cái mấy cái thẻ lâm sàng này nè, là tất cả các bài luôn em dạy luôn rồi đó, thì cái thẻ lâm sàng này là mình chỉ gọi là nghiên cứu về cái y văn cũ với lại sách giáo khoa đây ha. Thì thực tế trên lâm sàng thì nó có thể một có một cái số cái thẻ mà nó gọi là ít gặp á ha, chứ không nhất thiết là ví dụ à chờ ngược về dạy thực quản là chỉ có bốn cái thẻ này thôi ha, có thể là trên lâm sàng là nó có một cái thẻ nào khác ha. Thực tế là lâm sàng em đi em gặp thì nói chung là nói chung cũng một số cái thẻ nó rất là lạ ha, mình khám ra hồi rốt cuộc cũng không biết nó là thẻ nào luôn á. Nói chung là mình ví dụ mình gặp mấy trường hợp dễ thì nó có một số cái triệu chứng đặc hiệu như là em nãy em có ghi phía trên đó, thì mình sẽ nhận ra luôn nó là thế nào. Tuy nhiên là sẽ do là thứ nhất là cái bệnh nhân nó là nó kết hợp rất là nhiều cái bệnh lý, cái thứ hai là ví dụ là nói chung là do liên quan tới cái việc mà bệnh nhân bị hồi tưởng là cái triệu chứng đó, thường thường là cái triệu chứng của mấy cái bệnh này là nó sẽ kéo dài từ hồi khoảng 2 3 năm trước rồi, nhưng mà lúc mình hỏi bệnh nhân lại á thì bệnh nhân giống như nhớ không có rõ á, thì lúc đó mình cũng không có thể nào mà mình phân vô được cái thể nào á, thì lúc đó là mình cũng không biết mà thể nào, thì có thể là mình dùng một số cái phương pháp ví dụ như là bắt mạch ha, hay là xem lưỡi gì đó, thì mình điều trị nói chung gọi là điều trị mù luôn á, là coi nó có hiệu quả hay không. Thí dụ là nếu mà mình ví dụ là vô đó mình nghĩ về cái thẻ đó là thẻ dụ tiêu giao tán nhiều đi, thì mình dùng cái bài tiêu giao tán mình thử còn khoảng tuần 2 tuần coi 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 là bệnh nhân có đỡ hay không. Thí dụ là nếu mà thấy không đỡ thì thôi mình suy nghĩ coi là chuyển qua cái thẻ khác, hay dù thẻ này ha. Chứ không nhất thiết là mình phải nói chung là thực tế trên lâm sàng là nó không có giống như là những gì mình học đâu mấy anh chị ha, lưu ý cái đó ha. Chứ nếu mà ví dụ mà dễ dễ như là ví dụ vô gặp chứng đó là ra cái bệnh đó, thì cái này là vô là khỏi cần làm thầy thuốc luôn mà cũng ra được. Thì đây em xin phép nói về cái phần ngắn chứ ha, là cái phần đầu tiên đó là cái phần châm cứu. Châm cứu á, thì nó có một số cái tương ứng với mấy cái phép trị ha, thì nó sẽ có một số cái này đi lộn mày.
À, cái phép trị ha, thì ví dụ nhất là nếu mà bị tỳ hư thì có thể bị kiền tỳ ha. Nãy giờ mấy anh chị coi mấy cái phép trị phía trên này có kiền tỳ rất là nhiều nè ha, thì mình có thể dùng một số cái việc kiền tỳ, ví dụ như là tỳ du ha, tỳ du là du huyệt ở vùng lưng ha, còn cái thái bạch công tôn này là cái huyệt, thái bạch công tôn này là cái nguyên lạc huyệt của kinh tỳ ha, còn đại đô thiếu phủ á, là đây là cái huyệt thổ của tỳ ha, tỳ là tỳ thổ ha, còn cái này là huyệt thổ của kinh tâm ha. Thì cái nguyên nguyên tắc á, là muốn ví dụ là con hư bổ mẹ ha, tỳ là thổ ha, thì hỏa sinh thổ, thì hỏa là tâm ha, thì bởi vậy là mình sẽ dùng cái huyệt thổ của cái kinh tâm là thiếu phủ ha, nên bây giờ là mình sẽ kiền tỳ, đây là theo nguyên tắc ngũ du ha, đại đô với thiếu phủ là nguyên tắc ngũ du huyệt hoặc một số cái huyệt cái khác như là ví dụ là phong long ha, phong long bữa mấy bữa mình cũng học rồi, là lên cái huyệt đặc hiệu về chị đàm ha. Tuy nhiên đây là cái huyệt phong long này, nó cũng có một cái nào nữa là nó là lạc huyệt của kinh vị ha, thì hôm nay thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái chức tác dụng của nó là bổ vị. Tương tự thì cái trung quản ha, trung quản thì nó sẽ là có tác dụng về bổ bổ vị ha. Rồi ngoài ra có liên quan tới cái thể là cái thể can khí huyết ha, thì mình có tác dụng là cái sơ can giải uất ha, thì mình sẽ có huyệt như là huyệt thái xung ha, thái xung thần môn ha, thái xung là cái huyệt về hoặc về 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 mộc không hỏa hỏa của can ha, thì cái là còn cái huyệt thần môn là cái huyệt của bên kinh tâm ha, kinh tâm, thì nó nói chung là nó cũng có nguyên tắc là mà mẹ thực đã con ha, thực đã con thì hỏa, mà can á là mộc ha, con của nó là hỏa ha, hỏa là thờ là tâm, nên bây giờ là mình sẽ sử dụng cái huyệt là mộc của tâm, còn cái lãi câu là cái huyệt dùng để thanh nhiệt ha, còn khí hải là mấy anh chị thấy chữ khí ha, thì nó có tác dụng là bổ khí. Ngoài ra một số cái huyệt như là huyệt chương môn hay là huyệt túc tam lý ha, nó dùng để điều trị triệu chứng ha, không phải hen suyễn ha, cái này em bị lộn á, là điều trị triệu chứng, cái triệu chứng về ở hơi ở chu hay đau thượng vị ha. Thì bánh chị có hỏi gì cái gì châm cứu này không à? Túc tâm lý là hình như nó về Nó về ở về cái cũng kinh vị luôn dụng á. cái thành Dạ không mà chị có lâu nhiều rồi. túc Cái tâm túc lý tâm à, lý tâm là âm nó gia ở đúng rồi, em lộn rồi, túc tâm tâm âm lý gia là á. nó ở phía dưới cái đầu gối của mình khoảng ba ba thốn á, trên đường kinh vị. Dạ đúng rồi. Có ai hỏi gì không mà nhà nó mỏi em qua luôn nha. Thì em qua cái bài thuốc đầu tiên đó, cái bài tiêu giao tán ha, thì tác dụng của nó là sơ can giải uất ha, thì cái vị về sơ cái này cái này em nhớ lên sửa rồi mày ta, cái tác dụng này bị lộn mày ha, để có để gì em sửa lại. Thì cái tác dụng của cái xài hồ này là nó dùng để và sơ can giải uất như là chính anh, bởi vì nó sẽ là vị của nó sẽ là quân ha, còn cái vị như là bạch chuột, bạch linh, bạch trược á, là cái vị này là dùng để bạch chuột á, bạch linh á là bổ khí, cái tiêu hóa đờm ha còn cái đương quy với bạch trược dùng để bổ huyết, còn chích tảo thì nó tác dụng là để dẫn thuốc thôi ha, nói chung là cái tác dụng của sơ can của cái xài hồ là chính nè. Còn cái bài hắc hương chính khí tán ha, là dùng để trong cái tể là thể về hàng hàng thấp khốn, hàng thấp khốn tỳ á, thì nó sẽ có tác dụng là mình trừ đàm ha, trừ đàm tán hàn ha, thì những vị như là ví dụ như hắc hương đi thì nó sẽ tán thấp ha, thấp tà ha, điều điều vị điều hòa tỳ vị thì nó sẽ làm quân,
và một số cái vị như là ví dụ vị tán hàn hay là dù tử tử tô cái cánh ha. Rồi các vị ngoài đó có một số cái vị là dùng để kiện tỳ nữa ha, tại vì hồi nãy là cái hàng thấp á, là nó có cái bình tỳ tỳ vị tỳ hư nữa, thì bây giờ mình sẽ dùng thêm một số cái vị kiện tỳ gọi là bạch bạch chuột bạch linh ha. Một cái đại phúc bì này là hành khí lợi thủy ha, nói chung là cái đại đại phúc bì này, hậu phát trần bì bán hà, thường thường là nó sẽ dùng để hành khí và giáng nghịch ha, nó để dùng để điều trị cái ờ hơi ờ chua á. À, ngoài ra là cái chân bì bán hà thì nó có thêm một số cái tác dụng như là phá đờm táo thấp nữa. Còn cam thảo thì nó là dẫn thuốc thôi. Cam thảo là sứ nha mấy chị, hình như có bị lộn ở đây á. Còn cái vị tứ quân tử ha, thì là tứ quân tử là có nhân sâm, bạch chuột, linh, cam thảo ha, rồi gia thêm hai vị là chư linh và trạch tả, thì nó cái tác dụng là thẩm thấp ha. Nói chung là nó bổ về khi tỳ Nếu theo khí thầy và đó gọi là tứ quân thầy, nó có một dạ tên khác. sao Nếu mà thầy gia thêm chư tinh và trực tả thì nó đâu có gọi là tứ quân nữa. dạ là nó là bài tứ tứ quân gia gia than gia giảm á chị, là nó gia thêm hai vị nữa. Thí dụ có một số bài, ví dụ là mà những cái bài thuốc này thường thường nó mấy anh chị là để ý là nó thường thường là nó đi từ một số cái bài thuốc là cơ bản á, thí dụ như là bài tứ vật ha, tứ vật đầu hồng ha, là thêm đạo nhân hồng hoa ha, tứ vật gia đạo nhân hồng hoa ha, một số như bài lục vị hay là thành bát vị thì nó thêm hai vị nữa ha, hay là cái bài tải quy ẩm hữu quy ẩm á, là nó cũng tài từ bài bát vị nó dễ giảm ra, thì cái bài này tương tự ha, thì nó cũng từ cái tứ quân ha, nó gia giảm thêm hai vị nữa là chư linh trạch tả ha, để thẩm thấp ha, tác dụng thẩm thấp nữa. Thì về dưỡng sinh á thì nó có bốn cái động tác ha, thì cái tự thư giãn với tạo bốn thời thì cái nào cũng có rồi ha, nên này không giải thích nữa. Còn cái xoa trung tiêu á thì hôm bữa tương tự như là mấy cái bệnh lý về hô hấp ha, thì mình xoa thượng tiêu thì đi thì cái bệnh lý và cái trào ngược này thì nó liên quan tới cái tỳ vị nhiều, thì cái tỳ vị thì nó ở trung tiêu, thì vậy là mình sẽ xoa cái động tác là trung tiêu, xoa xoa vùng trung tiêu ha. Cái động tác về vặn cột sống á là thì sao mấy chị học trong phần dưỡng sinh thì biết ha, thì nó sẽ tác động lên cái vùng mấy cái huyệt huyệt du ở vùng lưng á, thì nó sẽ có tác dụng lên cái tỳ du ha, nói chung cũng là để kiện tỳ kỳ vị thôi. À, thì bài cái bài chào ngược về tới đây là hết rồi à, thì mấy anh chị có hỏi gì không à? Thầy giải thích lại dùng cái từ thẩm thấp như thầy. Thấp à, nói chung là cái từ nó cũng kiểu là hai cái vị này là cái vị nó lợi tiểu ha, lợi tiểu thì nó sẽ giống như là chị giống như là chị đẩy cái thấp này ra bằng đường lợi tiểu á, kiểu vậy á. Cảm ơn thầy. Còn ví dụ hóa đờm nha, hóa đờm là, hay tiêu đờm thì tiêu là biết làm cho nó biến mất rồi ha, còn hóa đờm là ví dụ là mình ví dụ là thủy cốc đi thì nó sẽ chuyển hóa thành đờm đúng không, thì giờ mình là mình sẽ dùng cái tác dụng của mấy thuốc này ha, mình chuyển hóa nó thành một cái thể khác rồi mình cho nó biến mất đi ha. Cái thẩm thấp đó là mình cho nó qua ra bằng đường tiểu á. Ai hỏi gì nữa mà em, bà mình dạy có hơi bị nhanh không? Nhưng mà ý hôm nay sẽ có ra tại sao phải dùng tứ quân tử gia giảm nữa hả? Dạ thì nó tác dụng của cái tứ quân á là nó thứ nhất là nó bổ khí ha, cái bài tứ quân là bài bổ khí ha, tuy nhiên là có một số cái vị như là bạch chuột bạch linh ha, thì nó có tác dụng thêm kiện tỳ nữa ha,
Thì như cái thẻ của mình hồi nãy mình học đó là tỳ khí hưng ha, thì mình tác dụng mình muốn cái phép trị của mình là kiện tỳ bổ khí ha, thì mình dùng hình như bị lộn ở đây ha, xin lỗi mọi người. Thì cái tác dụng của bài cái tỳ tỳ bất kiện vận này ha, thì là mình muốn nó hóa đờm kiện tỳ ha, thì mình dùng cái bài là tứ quân. Tứ quân ở đây là nó có cái tác dụng bổ khí và bộ kiện tỳ đây. Thì tứ quân ha, thì nó có tác dụng là ngoài cái tác dụng bổ khí của đây thì nó có tác dụng kiện tỳ nữa ha, có hai vị kiện tỳ đây nè. Thì mình muốn nó hóa đờm nữa thì mình tra thêm hai cái vị nữa là vị thẩm thấp là bị chư linh chạch tả để mình hóa đờm. Còn cái bà thể bà tỳ khí hư thì mình dùng bài bổ trung yết khí ha. Thực tế là mình xài cái bài trên cũng Ý được. ở đây là Yeah. mình đang là trào ngược dạ dày, tức là nó đang trào theo cái hướng lên đúng không hả? Dạ. Nhưng mà thầy dùng bổ khí thì khí nó đẩy để cho nó lại lỡ nó trào nhiều hơn thì sao? Dạ không, mà mình dựa vào cái cơ chế của cái bệnh này ha. Lại cái nó trào lên là do cái tỳ vị nó không có thực hiện được cái chức năng của nó ha, thì nó sẽ trào lên phía trên. Nhưng mà khi mà mình nói chung là mình chủ yếu là đánh vô cái tác dụng kiện tỳ của nó nè ha, thì lúc đó thì nó mình như giờ mình đánh vô nguyên nhân ấy, chứ không phải là mình triệu chứng ha. Vậy tại sao mình không dùng một cái loại tiền tùy thôi thầy? Dạ, nói chung là thực tế là không có sách nào mà nó nói là ví dụ là trong sách giáo khoa nó chỉ nói là bốn cái thẻ này thôi ha, nó chỉ tồn tại là bốn cái thẻ này trong cái bệnh trào ngược dạ dày thôi ha, nó không có nói về cái pháp trị hay là về bài thuốc nào trị hết luôn á. Cái này là em lật ngược ha, em đọc cái thẻ, ví dụ là em tìm là ví dụ là cái thể là tỳ bất kiện vận á, thì nó sẽ có pháp trị nào ha, và pháp trị đó thì sẽ dùng bài thuốc nào, Nhưng mà ý em là nên trong bài có tứ thể là nó không có quân hợp thì với lại cái trào ngược. nhân Dạ tâm nó phải làm quân, nhưng mà thầy để nhân tâm là quân chứ đâu có lấy chuyện tùy làm quân đâu. dạ thì nó có thể là tại vì như em nói ha, là tại vì cái chị hiểu cái tiến trình của cái này không ha, thì là của em là cái trong sách giáo khoa nó chỉ nói là cái trào ngược dạ dày nó có cái thể là tỳ bất kiện vận thôi ha. Là cái có nghĩa là trong sách giáo khoa nó chỉ có cái giới hạn tới đây thôi ha, đây cái bốn cái thể này thôi ha. Thì lúc mà em tìm mấy cái tài liệu vậy ha, thì em sẽ đọc luôn là cái tỳ bất kiện vận này nè, thì nó sẽ có cái pháp trị nào, và em đưa ra cái bài thuốc tương đương cái pháp trị đó, thì nó có thể là cái bài thuốc này nè, nó có thể là nó tác động lên cái tỳ bất kiện vận, nhưng mà nó không có tác động lên cái thể là cái tỳ bất kiện vận của cái trào ngược, chị hiểu không? Có thể là nó trong cái trường hợp tỳ bất kiện vận khác thì nó có tác dụng, còn cái thể này là nó không có tác dụng. À, vậy gì? Mà sao thầy không cho cái lượng là bao nhiêu gam cho nó rõ bằng. À, thầy không muốn mình bị hoang mang thôi, chứ cái lượng thì mấy anh chị có thể lên Google rồi nó ra ha, chứ giờ mà điện bắt mấy anh chị nhớ nữa khó lắm, mấy anh chị cứ đánh cái tên ra là nó ra hết mấy cái lượng hết rồi. Nói chung thực tế là hiện tại hồi xưa là mấy mấy thầy cô hồi xưa á là không có công nghệ gì nhiều ha, thì lúc đó mình mới nhớ mấy cái vị đó bao nhiêu. Chứ bây giờ là có công nghệ rồi, giờ mình cứ lấy cái điện thoại ra Google bao nhiêu gam là mình ghi vô thôi, chứ chứ giờ nhớ mấy cái số đó làm gì cho nó mệt. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Ví dụ là ví dụ mình nói với cái vụ mà ví dụ bị bất kỳ vần này đi ha, thì nói chung là cái hướng hướng mà dùng bài thuốc trên thực tế thì mình chắc mình cũng sẽ dùng cái bài này nè ha, hoặc là mình
Có thể là do có thể dùng một cái bài thuốc, ví dụ là bài cái bài há đờm này ha, thì mình có thể mình mà dùng cái bài nhì trận than ha, mình gia thêm một số vị chuyện tỳ nữa thì cũng được. Thì cái đó là cái cách mà Tầm mình suy nghĩ cũng thôi có chứ. chuyện gì trong những tầm thang, nó cũng có một vài cái chuyện Dạ đúng rồi, thì mình gia thêm một số cái vị và kiện tỳ vô nữa thì mình sẽ đạt được cái phép trị này thôi ha. Nói chung là mấy anh chị cũng linh hoạt ha, chứ không phải là sách vở cái kêu là à cái dạy vậy là mình dùng bài này thôi ha. Mình cũng phải suy nghĩ rồi mình thay đổi cái cách mà mình cho thuốc nữa. Nhiều khi thí dụ bệnh nhân thí dụ bệnh tỳ khí hư ha, tự nhiên bệnh nhân uống cho uống bổ chung ít khí thì uống vô cái tiêu chảy tùm lum hết, mà mình điều chỉnh quá trời luôn tới nó vẫn tiêu chảy, thì có thể kết luận là cái bệnh nhân này nó không thích ứng với bài thuốc đó ha. Thì vậy gặp trường hợp gì thì có thể là mình đổi qua cái bài nào nhẹ hơn, ví dụ bổ khí thì mình dùng bài tứ quân tử thôi đó. Nói chung là những cái này là nó chỉ là mang tính về mình tổng hợp từ cái y văn với lại sách vở thôi ha, thực tế lâm sàng á nó rất là khác. Thí dụ mấy anh chị là vô đứng khám là bắt mạch ha, là cái triệu chứng là mình phải biện luận được, phải chẩn đoán phân biệt nữa ha. Ví dụ nó nửa này nửa kia cái mình cũng không biết nó là thế nào hết á, lúc đó là mình cũng phải thử ha, thử cho bệnh nhân thử cái này không được thì mình đổi qua cái kia. Nhưng mà lỡ nó không đúng bệnh thôi, nhiều thầy thầy giống ta giống kiểu mình phán đoán lần đầu cho cái loại đó nhưng mà thấy không thích hợp thì mình đổi qua cái phán đoán thứ hai đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà cha đại thì nó là không có đúng bệnh nữa, Dạ. thì cứ miên Thì man thí đi dụ không? là nói chung là cái trường hợp mà ví dụ mà mấy anh chị gặp cái trường khám cái đó đi ha, mà thấy tự nhiên cái triệu chứng nó không có ra cái thể nào ở trong có bốn cái này hết á ha, thì mình có thể là mình nói chung mà linh hoạt ha. Thí dụ mình khám là mình dựa vào cái triệu chứng, ví dụ có thể là nhiều khi có cái trường hợp là nhà lạ nào đó ha, bệnh nhân bị thận âm hư gì cái nó gây ra cái trào ngược thì sao mình đâu biết được đâu ha. Nhiều khi là ví dụ thận âm hư nó ảnh hưởng tới chức năng của tỳ ha, rồi tỳ tỳ nó không có vận hóa được thì nó cũng gây ở hơi ở chui này nọ đó, cái đó mình cũng không không thể nào mà biết được. Yeah, thầy thường mấy bài thuốc nó sẽ có thường ấy. Người ta nói là thuốc nó cũng có độc mà cháu uống lung Dạ tung đều là có độc, có độc sao? dạ không, mà thì thường thường á là cái thuốc này là nếu mà mình dùng cái liều mà trong cái sách vở ghi á, thì nó là tương đối là cái lượng an toàn á chị. Độc Dạ, người ta mình. cũng nghiên cứu về độc tính của mấy cái dược liệu này rồi, chứ không phải là cho uống bậy bạ đâu. Tại nó có độc tố, nếu mình uống mà không đúng bệnh thì cái độc đó nó lại gây ra bệnh khác nữa cho bệnh nhân, thì nó lại nguy hiểm. Không, thì tại vì thì chị phải biết là ví dụ là thường thường á là cái y học cổ truyền của mình là nó thiên về cái kinh nghiệm nhiều hơn đó chị. Là ví dụ là gặp ví dụ cái người nào mà người ta ví dụ mà có kinh nghiệm nhiều á thì người ta gặp cái thẻ đó người ta cho biết luôn cái bài thuốc phù hợp cho cái người đó luôn. Tuy nhiên ví dụ là mình mấy người mà mới học á thì có thể là nhiều khi cho sai ha, chứ sai cũng bình thường á, chứ không phải là lúc nào cũng đúng đâu. Chứ không phải là đi bệnh viện đi, thí dụ có người này cho kiểu này người kia cho kiểu kia mà người ta lý luận thì vẫn đúng thì người ta vẫn chữa được, vì nhiều vì ít nên nói chung là giảm nhiều giảm ít thôi. Rồi xong rồi đó Dạ thầy. chung là cái y học cổ truyền mình ha, là nó liên quan tới cái cách mà suy nghĩ trừu tượng hơi nhiều ha, thì có thể là do rất là cái nhiều cái trường phái mà mình lập luận khác nhau, thì có thể là người này lập luận cái này, người kia lập luận kiểu kia, có chừng cả hai đều đúng luôn á, chứ không phải là cả người đúng người sai đâu. Nhiều khi hai lập luận mà một bài thuốc thì cũng đúng Dạ đúng rồi.
Và nhiều khi là thường thường là ví dụ chị cho một người đi khám đi, thì hai khám hai bác sĩ đi, thì hai ông bác sĩ sẽ cho, có nhiều khi cho hai bài thuốc khác nhau luôn á. Là thí dụ người này theo cái trường phái là thí dụ là người này theo cái trường phái mà hay bổ tỳ tỳ khí ha, vô vô quốc bổ trung ích khí liền luôn. Còn người kia thì nghĩ suy nghĩ là bệnh này là do stress suy nghĩ nhiều căng thẳng nha, thì cho cái bài tiêu dao trước rồi về sau mới bổ tỳ vị sau đó, kiểu gì á. Tây y cũng vậy, phải đâu phải Dạ vô khám tha là một bác sĩ đều giống nhau đâu. dạ chung là dạ Cho mình hỏi tí là ngoài cái phương án mà thầy đưa ra là châm cứu với các loại thuốc thang á, thầy có thể áp dụng cái xoa bóp bấm huyệt hoặc là dưỡng sinh gì không? Ví dụ xoa bóp bấm huyệt thì cái phần trung tiêu á. dạ Ờ. thì sắp dạ nó nói tiếp đi. Thì ý là mình hỏi là ngoài cái hồi nãy giờ thầy nói là về châm cứu với mấy cái loại bài thuốc, thì ý là có thể áp dụng cái việc là xoa bóp bấm huyệt hoặc là mình dưỡng sinh, là nghĩa giống như mình thở bốn thì để mình cái điều hòa cái phần mà tiêu hóa của mình không, tại vì này là đang bị trào ngược đó, thì nó có Dạ hỗ trợ không phải? dạ thì cái thư giãn với lại cái thở bốn thời á, là nó có điều hòa cái hoạt động về cái thần kinh thực vật á, là cái thần kinh tinh tự chủ á, là nhà nó cái thần kinh tự chủ là nó điều phối mấy cái hoạt động mà mình không có chủ động được ha, ví dụ như là tiết dạ dày rồi nhịp tim rồi mấy cái nhu động ruột kia ha, là cái đó mình không có tự điều khiển được, thì cái thần kinh nó sẽ điều khiển cái đó, thì khi mà mình thư giãn với lại tờ tập rồi bốn thời á, thì nó sẽ điều hòa lại cái dây thần kinh tự chủ đó ha, thì nó sẽ giảm cái triệu chứng của mình. Còn rồi cái xoa bóp bấm huyệt ha, thì thường thường á là mình có thể tác động lên cái vùng, thay vì mình châm cứu vô cái huyệt, mấy cái huyệt hồi nãy mình liệt kê đó, thì có thể là mình ấn xoa bóp dây huyệt, dây bấm huyệt gì đó, cho cái vùng cái huyệt đó vẫn được ha, chứ không nhất thiết là phải chỉ châm cứu vô đâu. Cảm ơn thầy. Vậy thôi có anh chị nào hỏi gì nữa mà. Dạ mấy chị có muốn giải lao tí xíu không hay là học luôn? Dạ đau chứ thầy. Học luôn nghỉ sớm mày ơi. Vậy anh đó, anh chị nào muốn học luôn thì chắc giơ tay lên để coi sĩ số rồi chứ chứ người Dạ coi học người luôn gì. thôi. Dạ thôi vậy thôi, học luôn đi, theo số đông đi thôi. Dạ. Thì thấy nhiều anh chị giơ tay thôi chắc mình học luôn ha. Anh chị thấy màn hình chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Thì hai giờ mình qua cái bệnh thứ hai của cái hệ tiêu hóa hà, đó là bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, thì cái mục tiêu thì nó cũng tương tự như cái kia thôi ha, mình nội dung thì cũng cho qua luôn ha. Cái viêm loét dạ dày tá tràng theo cái y học hiện đại á, nó là cái bệnh về tổn thương về cái niêm mạc ở trên dạ dày hoặc là tá tràng ha, thì mọi người chú ý là nó có hai 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 vị trí bị tổn thương ha, thứ nhất là cái dạ dày và cái tá tràng. Thì cái cơ chế bệnh sinh của cái viêm loét dạ dày tá tràng á, là cái nó cái sự mình theo cái cơ chế ha, thì nó sẽ có hai cái thành phần, đó là cái yếu tố bảo vệ niêm mạc dạ dày và cái yếu tố phá hủy niêm mạc dạ dày ha. Thì nó khi mà cái yếu tố niêm mạc dạ dày nào mà phá hủy niêm mạc dạ dày á, nó lớn hơn cái yếu tố bảo vệ á, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng tổn thương lên cái phần niêm mạc của mình ha, thường thường là sẽ có anh sẽ liên quan tới cái dịch vị dạ dày nhiều nhiều hơn ha. Thì để mình chẩn đoán phân biệt được cái mình có bị viêm loét dạ dày gì hay không á, thì cái tiêu chuẩn chẩn đoán chính của mình đó là phải nội soi ha, không biết là có anh chị nào nội soi chưa?
Dạ rồi. Rồi sao chắc khó chịu lắm ha. Thì Không muốn thì có lần thứ hai thầy. thì nội soi thì thường thường là sẽ có thêm bình thường nó sẽ lấy một cái phần xét nghiệm thêm một cái đó là coi là cái trong dạ dày mình có HP hay không ha, là cái con vi khuẩn anh em nói ha. Thì thường nếu mà có HP thì sẽ cái hướng điều trị của cái da viêm dạ dày lấy dạ dày nó sẽ khác hẳn luôn so với lại cái không có HP, thì thường là sẽ kéo dài hơn tại vì có con vi khuẩn đó thì mình phải tiêu diệt cái con vi khuẩn đó chứ nó luôn nên thì mình nó không bị tái phát. Thì nếu mà cái dạ dày của mình á, nếu mà mình không có điều trị á, thì nó có sẽ dẫn ra một số cái biến chứng như là ví dụ như là xuất huyết tiêu hóa ha. Xuất huyết tiêu hóa thì nó có thể cái có triệu chứng như là ví dụ như là bị ói ra máu ha, ói ra máu đỏ tươi gì đó ha. Và đặc biệt là thường thường là cái dịch mà lúc mình ói ra thường thường nó sẽ không có bọt khí ha, thì nó sẽ giùm mình để phân biệt lại cái việc mà ho ra máu á. Thường thường là mà cái dịch cái máu mà từ đi chung với lại cái dịch á, thì cái nếu mà từ đường hô hấp á, thì thường nó sẽ có bọt ha, tại vì trong đường hô hấp nó sẽ có khí thì trong cái dịch nó sẽ có bọt, còn trong cái đường hô hấp á, thì thường nó sẽ không có bọt mà nó sẽ kèm theo một số cái dịch dịch dạ dày hoặc là đồ ăn ha. Rồi ngoài ra thì có bị biến chứng đó là thủng tạng ha, mấy chị kia bị thủng dạ dày đó ha. Nếu mà thí dụ mà mình bị viêm lét 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 mà mình mấy anh chị tưởng tượng ví dụ là mình mấy người mà bị lỡ lét dây tay á ha, nếu mà mình trị không có trị thì nó càng lét càng sâu vô á, nếu mà nó sâu qua qua luôn á thì nó qua cái lớp phủ bên ngoài của cái dạ dày luôn ha, thì nó sẽ gây ra bị thủng thủng cái tạng đó và trường hợp này thì người sẽ đau đau chói và đau dữ dội cái vùng bụng thượng vị ha. Và ngoài ra là có thể là cái bụng là nếu mà cái dịch vị mà nó bị trào ra ngoài á thì nó sẽ vô nói chung là nó sẽ phản ứng như lại cái phúc mạc á, là cái phần mà bao bao xung quanh cái phần dưới bụng á, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm phúc mạc và cái thành bụng cái bụng của mình nó sẽ bị cứng lên ha. Cái trường hợp này là trường hợp đi cấp cứu luôn rồi đó. Rồi cái trường hợp là hẹp môn vị ha, hẹp môn vị thì bị đồ ăn cái môn vị hồi nãy mình nó có nói cái tâm vị ha, tâm vị là cái phần phía trên nối với lại cái thực quản ha, còn cái môn vị này là cái phần nối dạ dày với lại cái tá tràng ha. Nếu mà cái mà mình không có điều trị thì có cái đồ ăn nó sẽ bị ứ lại ha, thì cái môn vị nó sẽ bị hẹp lại ha, thì triệu chứng là có thể bị ói đồ ăn nhiều ha, ói nhiều lắm. Bấm nghe đã hết á, bấm. À, rồi cái biến chứng tiếp theo đó là ung thư ha, là nếu mà cái dạ dày cái niêm mạc dạ dày của mình đó là nó sẽ có chịu được một số cái giới hạn về cái nồng độ pH này ha. Nếu mà thí dụ mà nếu pH cao quá thì cái tế bào trên niêm mạc á thì là nó sẽ bị biến đổi và nó có thể gây ra ung thư hóa luôn. À, thì đó là một số cái vấn đề mà đáng quan tâm trong cái viêm lết dạ dày theo y học hiện đại á, thì mấy anh chị có muốn hỏi gì hỏi gì, em đi tiếp luôn ha. Thì cái cho viêm lết dạ dày á, thì nó sẽ tương ứng với lại cái chứng trạng trong y học cổ truyền nữa là cái chứng vị quản thống và ái khí thốn toan ha. Cái vị quản thống là nãy là dịch là đau đau vùng thượng vị nha, là vùng trên rốn á, còn ái khí thốn toan này là cái ở hơi ở chua ha. Thì cái triệu chứng chính của cái viêm lết dạ dày đó là cái vị quản thống. À hồi nãy em quên nói là cái viêm với lết ha, thường thường là bệnh lý bình thường á là cái niêm mạc á chỗ dạ dày á, nó chỉ viêm thôi ha, nên là có nghĩa nó bị sưng tấy đỏ lên thôi. Tuy nhiên mà nếu mà trường hợp mà thí dụ mình thấy nó giống như có bị mình bị vết chợt ha, vết chợt giống như là bị da mình bị chợt một miếng á ha, mình sẽ thấy nó chảy máu ra ha, thì đó là gọi là lết. Còn cái da viêm thường thường là xe mình sẽ chẩn đoán coi là viêm viêm vùng dạ dày hoặc là tá tràng ha, chứ chứ không mình không có ghi là chẩn đoán là viêm dạ dày tá tràng ha, cái này là cái chẩn đoán rất là rộng. Thì mình chẩn đoán phân biệt á, thì mấy anh chị chắc đọc thêm bên sách ha. Thì dựa vào cái triệu chứng và cái vị quản thống này nè thì em cũng đưa ra một cái sơ đồ về cái cơ chế gây bệnh như sau.
thì cái cơ thể bệnh sinh đó là nếu mà khi mà mình bị tình trí của mình là lâu dần quá ức lâu ngày ấy, nó sẽ tổn thương tới cái can khí ức cái can khí ha. Cái can khí khi mà nó bị ức lại ấy, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị đau cái vùng thượng vị ha. À, ngoài ra là có thể một số cái tình trạng gì là lo nghĩ nhiều ha, nó tổn thương tới tỳ khí. Thì tỳ khí nó cũng không có là nó không có chuyển hóa qua cái vùng vị ấy, thì nó cũng gây ra cái vị quán thống. À, thì tương đương với hai cái cơ chế này nó cũng sinh ra hai cái tệ đó là can khí phạm vị ha, hoặc là tỳ khí hư ha. Là cái đây là một cái nói về cái nguyên nhân về cái nội nhân thôi ha. Một số cái nguyên nhân khác ví dụ là bà giờ giấc thất điều ha. Thì nó sẽ ảnh hưởng tới ăn uống thất điều không có đúng giờ giấc á thì nó sẽ tổn thương tới tỳ vị. Hoặc là mình ăn đồ ăn nhiều quá ha, thì tỳ vị nó cũng không có vận hóa được ha, thì nó sẽ cũng gây ra cái triệu chứng vị quản thống ha. Và cuối cùng là dẫn tới cái chứng trạng đó là tỳ vị hư. Rồi ngoài ra là cái cơ chế cũng cũng đạm thấp ha. Là mình ăn nếu mình ăn đồ béo ngọt nhiều quá ha thì nó sẽ gây ra thấp trệ ha. Thì nó có hai con đường, nếu mà nó thấp trệ mà nó không có lâu nó không có khoái hỏa thì nó sẽ theo cái con đường là tỳ hư ha. Đạm thấp nhiều quá thì sẽ tỳ là nó chỉ ưa ưa khô ha, nếu mà thấp quá thì nó sẽ chịu không nổi và nó sẽ bị hư và sẽ gây ra cái triệu chứng là bị quyển tống. Còn hoặc là nếu mà nó mà thấp trệ này mà nó lâu ngày quá nó có thể sinh hóa hỏa ha, thì nó sẽ sinh ra cái vị đạm thấp nó sẽ ở vị ha, thì nó sẽ sinh ra nhiệt ha, nó cũng gây ra chứng bị quyển tống. Thì chừa vào bắt mấy cái cơ chế đó ha, thì em tổng hợp lại cái sơ đồ này sau ha, thì nó sẽ do một số cái về nội nhân hoặc là ăn uống ha, thì nó sẽ dẫn tới bốn cái thể. Là thứ nhất là về vị khí uất trệ, thể thứ hai là thể hỏa uất ha, thể thứ ba là huyết ứ, cái thể là cuối cùng là thể vị hư hàn ha. Thì đây là bốn cái thể dựa trên cái cơ chế sinh bệnh đó ha. Thì cái thể bệnh đầu tiên á, là cái thể về can khí ức ha. Thì thường thường á, là như cái triệu chứng như là cái bên cái can khí ức bên cái chậu ngược ha, thì thường thường nó sẽ có cái đặc hiệu của nó là cái đau hai bên hông sườn ha. Và ngoài ra là bệnh nhân có thể bị cái triệu chứng như là ví dụ hay cáu gắt, hay bị hay giận, dễ rất là dễ giận ha. Và là một số cái triệu chứng như là về nhiệt, ví dụ như rêu rưỡi đỏ ha, rêu vàng dày ha. Còn cái thể về vị hỏa uất ha, thì nó sẽ có triệu chứng là đau dữ dội ha, hoặc là cái kiểu đau thường thường nó sẽ là nóng rát sau cái vùng sưng ức ha. Ngoài ra là cái dịch nôn mửa nó sẽ có mùi chua và đắng ha, là do cái hỏa này nó thịnh quá ha, nó sẽ gây thiêu đốt cái tân dịch và nó gây ra cái mùi chua và đắng. Ngoài ra cái hơi thở nó cũng bị hôi ha, miệng nó cũng đắng. Cái tô đậm này là cái triệu chứng nó đặc hiệu với lại cái vị hỏa uất ha. Ngoài ra là bệnh nhân có thể có bị cái lưỡi đỏ là do nhiệt nè, và cái hòa mạch là mạch hồng sác. Còn về huyết ứ á, thường thường á, là cái triệu chứng đau đau thượng vị á, nó sẽ đau cái vùng thượng vị thôi và nó không có lan ha, và cái kiểu đau là thường thường là sẽ bị kiểu châm chích. Và ngoài ra đâu mà bệnh nhân có thể có bị triệu chứng là đi cầu phân đen ha. Rồi ngoài ra cái triệu chứng ở lưỡi là có ví dụ như là lưỡi nó có thể bị tím ha, hoặc là ứ huyết ha. Đây là cái triệu chứng điển hình của cái thể huyết ứ ha. Rồi cái thể hư hàn á, thì thường thường là đau đau thì nó sẽ đau cái kiểu âm ỉ ha, là đau cái kiểu hư ha, và bệnh nhân thì có triệu chứng của tỳ vị hư như là ví dụ là đầy chướng sau ăn ha. Rồi ngoài ra cái số cái triệu chứng của hàn như là gặp lạnh là bệnh nhân đau cái vùng thượng vị tăng ha. Tới đây là mấy anh chị nào có hỏi gì không ạ? Tại nãy thầy nói có cái là can khí uất đó thầy, can khí uất đó là Dạ đây đúng nó không? là sai trước nữa thầy, nó lại bị ảnh hưởng đến cái vị vì bị đau cái tình vị Đây cái slide nào chị?
Lại trước nữa đầu đây à? không? Dạ, chị đang không sau cái Này này. Dạ cái này. Càng ký ức cái này, nhưng mà dạ nó lại thì cái bị lạnh thấm. Nhưng mà tại sao càng càng ký ức nó lại thì có thể giải thích tại sao mà càng ký ức nó lại bị nó lại ảnh hưởng tới cái tùy vị không? À, thì thường thường á, là cái triệu chứng thống á, là nó sẽ liên quan tới cái việc mà bị ứ trệ, bị trì trệ đây ha, liên quan tới cái khí huyết ha. Thì khi mà bị khan hiếm ức á, thì cái khí nó sẽ lưu thông không có được ha, thì khi đó này khí nó sẽ bị trệ lại, thì liên khí trệ thì đương nhiên là huyết cũng bị ứ luôn ha, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là đau. Vậy thích thì được không chị? Để đang À, thống thường thường là nó sẽ liên quan tới việc bị khí huyết ứ trệ đâu ha. à, cái chữ thống là đau thì là, nhưng mà còn có một trường hợp đau nào khác nữa hả thầy, nếu mà không có chữ không phải chữ thống? À, chữ thống á, thì ví dụ có triệu chứng như là ví dụ yêu thống ha, yêu thống là đau lưng ha, hoặc là kiêng bối thống là đau đau vai ha, nói chung đau nhiều chỗ lắm, đầu thống nữa, đầu thống là đau đầu á. Nhưng mà tại sao càng nó lại gây càng á, nó càng thứ nó bị úp nó lưu thông không được, nó bị trệ đúng không bạn, nhưng mà nó lại Dạ gây là nó liên quan tới cái khí á chị, cái khí của nó không, nó bị uất lại đi đó, nó cái vùng trung tiêu á nó bị uất lại, thì khí nó sẽ không lưu thông lại ha, nó khí thấy không lưu thông được thì nó không có điều điều cái điều khiển được cái nói chung khí huyết nó đi chung với nhau ha, khí mà uất thì huyết cũng chạy luôn, thì nó sẽ nếu mà khí huyết chạy thì nó sẽ gây ra triệu chứng đau ha, hoặc là có chạy như khí uất, cái này cũng cũng là một cái nguyên nhân. Dạ, thì cái can với cái tỳ là nó ở cùng ở cái vùng trung tiêu cái gì, trung tiêu thì nó vùng cái gì, cái vùng mà vùng thượng vị và vì á. nó bị mất khí luôn. À, cái tác dụng là nó đưa cái một số cái chất dùng để ti đi vô tỳ để giống như là tiêu hóa thức ăn ha, khi mà cái can mà khí can là nó đởm lên phủ can ha, mà can khi mà can khí bị uất á thì cái đởm nó cũng không có đưa qua được cái đó ha. Thì cái tỳ nó cũng giống như là nó không có vận hóa được tủy cốc tốt như là hồi trước ha, cũng gây ra cái gì suy giảm như cái sinh khí ha, thì nó cũng gây đau, mình ít gặp mấy cái thể này luôn lớn luôn á, nói chung là do mình cái vốn dĩ là cái bệnh lý và cái dạ dày này nè, thường thường á là nó bên nó cũng không có bệnh nhân cũng không có nhập nhập viện bên mình nhiều, ví dụ mấy bệnh bị dạ dày thường thường thì sẽ qua khám bên Tây y nhiều hơn chứ cũng ít qua bên cái bệnh gì y học cổ truyền lắm, mà mấy bệnh nhân nào là bị cái dạ dày á thường thường là toàn bị bệnh kèm tùm lum vô, nên nói chung là cũng khó mà xác định được coi là nó là thể nào lắm. Thầy ví dụ như mỗi có trường hợp ung thư dạ dày, nhưng mà theo cái y học cổ truyền mình giải thích cái tình trạng đó như thế nào? À, thì nói chung là cái ung thư á, là mình phải khám, mình chia nó thành cái thể ha, chứ chứ nó kêu ung thư dạ dày thôi, chứ thực tế là trong y học cổ truyền không có ung thư dạ dày, là mình chỉ nói chung là trong y học cổ truyền á, nó chỉ phân là ví dụ bệnh này đó là cái thể, bệnh danh của nó là cái gì, rồi mình sẽ chữa trị từ cái bệnh danh đó, mình sẽ đưa ra cái pháp trị ha, rồi từ cái pháp trị đó mình mới đưa ra một cái bài thuốc nó liên quan tới cái pháp trị đó mình mới trị được, chứ nó không có kêu là à bệnh này bệnh kia. Nhưng mà ví dụ như cái trường hợp mà những người bị ung thư đó thì đặt một cái bên y học cổ truyền mình sẽ À, nói chung là cái ung thư này á, thì nói chung là hồi xưa mình học á, nó cũng mấy thầy cô cũng không có dạy, con dạy nói chung là hồi xưa á, là mấy 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 cái danh y hồi xưa á, thì nó chỉ nói nó về cái gọi là cái chứng là chứng ung á, tại vì mô tả là cái chứng ung thôi, chứ chứ chứ, chứ cũng nói chung là cũng không có nói nhiều về cái bài thuốc nào mà chữa mấy cái đó hết. có bệnh nhân nào mà vừa bị đau ngược dạ dày với vừa bị viêm loét dạ dày không thầy? Chung là mình có thể sử dụng luôn cái bài mình dùng cái bài hương cúc bồ đề nghệ luôn cũng được đó. Chung mình cũng tùy thể ha, ví dụ thể là trùng trùng thì mình có bài dùng một số cái bài trùng cũng được, ví dụ là nếu mà ví dụ mà cái thường nếu mà hai cái bệnh đó kết hợp với nhau ha, thì nó sẽ có thể chung một cái thể rồi, ví dụ như là bệnh nhân cùng bị cái thể là can khí ức ha, thì có thể mình dùng bài tiêu giao tán luôn ha, giao mà mình gia thêm ức kim thôi. Tại vì mình thấy á, hai cái bệnh này á, nó có những cái triệu chứng giống nhau á, thì có làm cách nào mà mình có thể phân biệt được khi mình đưa ra một bài thuốc thích hợp không thầy?
Nói chung là mình dựa vào cái triệu chứng của bệnh nhân, ví dụ là bệnh nhân thấy cái triệu chứng mà ví dụ là đau dạ dày nhiều hơn ha, thì mình sẽ biện luận từ cái đau dạ dày ha, thì mình sẽ đi theo cái hướng đây đây cái hướng biện luận đây không phải đây ha, ví dụ bệnh nhân bị vô cái triệu chứng chính của mình là cái đau dạ dày thì mình sẽ biện luận theo cái này và mình cho cái bài thuốc đó ha. Còn nếu mà ví dụ bệnh nhân mà có triệu chứng là bị ở hơi ở chui nhiều hơn thì mình biện luận theo cái hướng của cái trào ngược nhiều hơn, là mình chú ý ha, bệnh nhân mà vô gặp mình á thì mình phải nói chung là mình phải đi từ cái triệu chứng lúc nhập viện của bệnh nhân ha, thế cái triệu chứng nào mà khó chịu hơn á thì mình tự biện luận từ cái triệu chứng đó ra ha. Nếu mà ví dụ mình đi từ cái vị quản thống đi thì mình lần lần được là cái can khí ức ha, cái nếu mà mình thấy là được cái can khí ức này á, nó giải thích luôn 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 cho cái triệu chứng là cái của cái ở hơi ở chua á, thì mình cho cái bài thuốc mà của can khí ức của cái vị quản thống luôn ha. Còn ví dụ là mình ví dụ mình ra cái triệu chứng là ví dụ vị quản thống nhưng mà do cái vị quản thống do ví dụ do cái nguyên nhân khác này ha, mà mình thấy cái nguyên nhân đó nó không có giải thích được cho cái ở hơi chua thì mình phải biện luận thêm gọi là bệnh nhân có bị tổn thương cái gì khác nữa không, lúc đó mình có thể là mình cho hai bài thuốc luôn. Nếu mà mình không phân biệt được thì mình có cần sự hỗ trợ từ phía Tây y không thầy? Có nghĩa là mình có cần cái phần người bệnh nhân nó đi nội soi á, mình lấy cái giấy tờ đó để mình ra thì nó sẽ dễ hơn không? Thường thường không cần đâu bà, thường thường là mình khám ra là mình nói chung là nếu mà mình hỏi bệnh đúng biết đúng cách mà khám đúng cách đó, thì thường thường là khoảng 80% là mình biết được nó là thể nào rồi đó. Chứ không nhất thiết phải là đi nội soi đâu hả. Thì cho mà quay lại cái chỗ Nó mà thuộc cái biết ứ thời gian anh coi nói lại bài dùng bài. không có gì, em gửi slide cho mọi người thì mọi người coi sau được không, là mọi người muốn hỏi về cái không biết ứ là mà là thường thường là em cũng hay dùng cái bài tứ vật đào hồng này Cái bộ cái chứng mà lý thuyết á thầy, lý thuyết á thầy, lý thuyết chứ, lý thuyết với cái dạng mà có cái gì để mình phân biệt được hai cái đó mà em dễ bị ha, lý huyết âm ư. cái giống như cái những bài thuốc về lý thuyết thì nó cũng có bổ âm trong đó, nhưng mà những cái triệu chứng của lý thuyết thì nó lại giống gần gần giống với triệu chứng của âm hư. Theo như mình nhìn một cái bệnh nhân ngoài đời á thầy thì mình có thể mình nghĩ rằng đây là chứng âm hư, nhưng thực ra nó cũng Lý không lý phải huyết hay gì? vậy. Lý thuyết đúng rồi. Ủa lý thuyết là sao chị? Em cũng mới nghe chữ này. Như là mấy cái chứng về huyết ứ á thầy, ứ giống như bài đào hồng tứ bậc thang hoặc là bài huyết phủ trực tứ thang, thì những cái bài đó thì nó trị về bệnh huyết ứ nhiều. Thì nói chung là cái huyết ứ thì Của nó có ba cái nó bài. với lại Dạ dạ triệu chứng của nó với cái lại cái âm hư đó, rất là khó phân biệt luôn á thầy. Ủa, âm hư với huyết ứ sao sao mà lại khó phân biệt chị? Thì thường là nếu mà huyết ứ thì nó đâu có nhiệt đâu à. Ứ không có nhiệt nhưng mà âm hư thì nó có nhiệt bên ngoài đúng không? Dạ không, cái đó là nồi nhiệt bên trong á, thì thường thường sẽ có một số triệu chứng như là nóng trong người ha, hoặc là triệu chứng như là đào hãn ha. Nhưng còn huyết ứ là chỉ là bề ngoài Huyết không ứ là có nó sẽ thường thường là nó sẽ đau tại chỗ và đau cái kiểu châm chích, nhiệt. và Nó thường thường là nó có sẽ có nghĩa là người ta không đau chỗ tổ mà người ta cảm giác như ể ỏi toàn thân á, mà người thì ở rất đây là thường nóng, có nghĩa là cái giống như mình cảm giác nó đau ê ẩm trong xương vậy, nhưng mà da thì rất là nóng. thì cái đó mình phải coi lại hai, chứ cái đó hình như không phải là huyết ứ đâu rồi. Mà em thấy cái triệu chứng mà người ta mô tả thì nó đúng với lại huyết ứ hơn là bên 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 chỗ là âm 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 hư á. Ủa là chị nói cụ thể cái trường hợp nào không mà, chứ chứ nói chung chung vậy nó là khó giải thích nữa. Có nghĩa là người lúc nào cũng giống như giữa ở ỏi mệt mỏi mà nó đau đầu chóng mặt rồi say sẩm, kiểu như không có nó kiểu như huyết nó không có lên được, theo như Tây y thì gọi là thiếu máu não vậy á, nhưng mà bên Đông y nó Là không nếu gọi. nếu nếu mà nghe theo chị kể ra thì em nghĩ nhiều nó là cái huyết hư ha, chứ không phải huyết ứ ha. Cái huyết hư với âm hư nó giống giống. Thì huyết hư á, thì mình sẽ có cái một số cái triệu chứng như là ví dụ là môi nhợt ha, rồi cái sắc mặt nó thường thường nó sẽ bị xanh ha, rồi cái móng á, cái móng mà cái niêm cái vùng móng á nó sẽ bị nhợt nữa.
ha, thì đó là triệu chứng huyết hư. Huyết hư thì còn vẫn có thể dẫn ra huyết ứ ha, hư huyết hư thì nó không có lưu thông được thì nó vẫn có thể ứ. Tại vậy cái triệu chứng đó là huyết thư, nhưng mà những triệu chứng huyết ứ thì sao? Dạ, huyết ứ thì có thể bị đau đau ở một số vùng nào đó cụ thể ha. Nó chỉ đau ở một cái vị trí đó thôi, nó không có lan ở đâu hết. Thầy cho em hỏi cái chỗ huyết, cái bài cái chỗ huyết ứ đó thầy, là cái bài Dạ. thầy nói thầy bài tứ vật đào hồng, Dạ. và cái đó là cái đào hồng trong đó là có hồng hoa với đào nhân À, là à, phá biết. huyết đó phải thầy, Dạ hoạt dạ huyết đúng đó, rồi. Dạ đúng nhưng rồi. mà để tiêu viêm thì có vị nào ở trong đó rồi thầy? Dạ là tiêu viêm rồi sao anh? Huyết ứ là bị viêm viêm dài dài á thầy. Dạ. Dạ trong đó có vị nào là để mà chữa viêm thầy? Dạ không, mà mình cái chữ viêm là cái này là tác dụng về bên Tây y ha, mình ở đây là mình lý luận về Đông y thôi, mình không có nói cái vụ chữ viêm ha. Thầy thì nó bị ứ thì nó bị viêm đó thầy. Dạ, thì mình khử ứ thì nó hết viêm đúng không? Thực tế là không phải là do bị ứ mà bị viêm ha. Bị Ứ sao ứ mà nên hết nó viêm mới được? bị đau, nó bị đau thôi chứ mình đang lý luận nói là nói từ ngữ về y học cổ thuần túy, học cổ truyền, không có nói ví dụ viêm ha. Trong Không có viêm chứ có gì thầy để chữa viêm thôi. thì anh hiểu không ạ, là nếu thí dụ là mình nói là bên thí dụ bên y học cổ truyền đi thì mình dùng để mình chỉ thống là mình để giảm đau ha, còn bên y học cổ truyền á là người ta dùng thuốc giảm đau bằng cách là kháng viêm ha, anh hiểu không, là cái từ ngữ nó dùng khác nhau ha. Hồi xưa người ta không có biết khái niệm của viêm là cái gì hết, thì người ta thấy nhận biết là mấy cái vị thuốc này nè, nếu mà dùng cái vị thuốc này thì nó sẽ có cái tác dụng là giảm đau ha, thì người ta không biết cơ chế là cái gì hết á, người ta Nó chỉ hoạt kêu hoạt thôi. Nhưng hoạt mà huyết khi là nó mà giảm giảm đau á phải không thầy? Hoạt huyết thì là nhưng giảm. mà dạ rồi là ví dụ như cái vị đó ha, rồi về sau cái người ta lấy cái bài thuốc, cái vị thuốc đó ra ha, người ta nghiên cứu ha, người ta phát hiện ra là cái vị thuốc này nó có những chất kháng viêm trong đó ha, thì nó sẽ có tác dụng là kháng viêm cái vùng niêm mạc dạ dày hay gì ha, Đó thì nó ý sẽ em có hỏi là tác cái dụng chỗ đó dạ đó ý gì đó. Dạ có vị nào để kháng viêm, có các cái chất kháng viêm á thầy? dạ thì nói chung là thường tứ vật đều như hồng hoa cỏ mực ha, hình như cái cỏ mực là có kháng viêm hay sao rồi Dạ đúng rồi đó ờ thầy, cỏ mực có dạ kháng viêm đó thầy. nói chung là một cái cho mấy chú biết luôn ha, thông tin hay là một cái bài cái vị thuốc ha là nó có khoảng 40, khoảng rất là nhiều ha, ví dụ có cái từ 20 tới 40 cái hạt chất có tác dụng dược lý ha, là mình phải lấy từng cái hoạt chất ra đây mình nghiên cứu từ từ coi có nó tác dụng gì, hay là phải thử trên từng cái mô hình, ví dụ bị lấy cái chất đó mình thử trên cái bị ví dụ tăng huyết áp ha, bệnh như mô hình tăng huyết áp, bệnh như mô hình mở rối loạn lipid máu ha, rồi thiếu máu cơ tim rồi tùm lum hết ha, để mình nghiên cứu coi là cái hạt chất đó nó có tác dụng hay không. Thì nó là quy trình rất là lâu, nên là làm cái về chứng minh về cái tác dụng của mấy cái vị thuốc trên cái bệnh lý bây giờ nó là lâu khó ha, Dạ tốn về cái tiền này nữa. là cái giống như xuất huyết dạ dày thì đâu có dùng bài này được thầy ạ. Dạ, không mà tùy tùy nghe anh, thì thường thường là nếu ví dụ là bị xuất huyết á, thì thường thường á là sẽ là lý luận là mình sẽ lý luận là ví dụ là hỏa nó nhiều quá thì nó sẽ gây ra vào huyết nó bị tràn ra ha, thì thường thường là nó sẽ là do liên quan tới cái thể mà bị hóa ức nhiều hơn á, chứ nó không phải là cái thể mà huyết ứ đâu ha, nên là nếu mà từ đầu bị bệnh nhân bị xuất huyết là mình dùng bài này là mình sai rồi đó. Chứ phải dùng bài nào rồi? Dạ, thường thường là nó sẽ có thể là cái bài về cái thanh hỏa trừ thấp này ha, thì mình dùng cái bài hương cúc bồ đề này mình gia thêm mấy cái vị dưới đây ha. Nói chung là giờ bây giờ là có Để giống như mà tả hỏa rồi hả? dạ, thì nói chung là có hiện giờ là có mấy, nói chung là mấy bài thuốc này là em thấy nó cũng ít xả, mà hiện giờ nói chung là có nhiều cái thuốc thành phẩm khác nhìn dùng nó cũng khá ổn ha, ví dụ như là cái gì bị đem Google đó, còn không biết có không, có Google không, nói chung là cái mà hồi hình như không có ha, thì nói chung là mấy anh chị đi ngày mốt ví dụ là đi đi, đi thực hành hay gì ha, mình coi mấy cái bác sĩ rồi coi sự mấy bác sĩ sử dụng một số cái thuốc thành phẩm, nói chung là cũng ví dụ em giới thiệu một số cái tên ha, như là thuốc bình vị ha, đỡm kim hay là cái BHC ha.
đó, cái thuốc gì bạch cập gì bạch cập rồi cái gì á, người mất tiền bữa tiêu à, thì mấy cái thuốc đó là thuốc thành phẩm để điều trị cái gì viêm dạ dày đó, cũng hay 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 được sử dụng, Tức là thuốc đó chế từ đông y mình nghe đúng ta là dùng mấy cái bài thuốc vị thuốc đông y á, mà mình chế thành cái viên thuốc giống như thuốc viên tới cái thuốc nhộng của mình á để uống, Nhưng mà thầy thấy nó có hiệu quả không? thì nói chung là xài trên thực tế lâm sàng thì uống cũng được, là có hạn chế là mấy cái viên đó hình như uống như một lần 10 viên luôn, hay là mình vẫn uống thuốc nhiều lắm. Mấy thuốc mà chế từ đông y anh thấy mọi là uống toàn là 10 viên 10 viên không Dạ, có ai nào rồi. thấy hết. Cái đó là cái hạn chế của cái thuốc ha, chứ bên ví dụ bên nước ngoài, ví dụ bên Nhật hay là Đài Loan vậy ha, người ta giống như là người ta sắc thuốc lại ha, người ta giống như là không biết dùng cái công nghệ gì, người ta cô lại thành cái giống như là thuốc tán á, là uống uống có là một ví dụ chị cho 2 3 bài thuốc tan chua vô chung vậy đó, rồi sắc lại còn có một cái thuốc tán ha, rồi sau đó ngày mốt lấy thuốc tán nó đổ vô nước uống thôi, rất là tiện ha. Còn bên mình thì chắc chưa có điều kiện làm cái đó. Cái thuốc tán nó khó uống hơn chứ bạn. Không là nó được cái tiện gì, để dụ chị uống thì giờ thay vì chị uống 10 viên kia đi, giờ chị tán thành cái nước bột thôi, giờ chị đổ vô nước chị uống rồi thì nó đâu có nhiều đâu. Thí dụ chị tưởng tượng là chị uống 10 10 10 viên đi ha, 10 thí dụ cái bình vị đi ha, 10 viên à, uống sáng chiều ha, tổng cộng là cũng 20 viên ngày rồi đó. Mà Thì nó thay gì cũng đó được vậy. chi mà tất Dạ. nhiên nó một anh nhỏ hơn mà thầy nó rất là dễ uống, chứ còn Dạ cái thuốc tán thì nó đắt, thì nếu mà chị để cũng mua phải cái đắt tính, thì thuốc nó nhỏ thiệt nhưng mà chị còn phải tính tới là cái bệnh nhân khác à, thường thường là người ta đâu có vô đâu cho đâu dạ dày không đâu, thường sẽ bị thêm một số cái bệnh lý khác ha, là một ngày uống 10 viên đó rồi uống thêm cái đống thuốc bên kia nữa, là một buổi sáng uống 20 căng mặt. viên Thầy ơi, bài hôm nay là xong rồi đúng không thầy? là bài hôm nay tới giờ là xong rồi đó.